Tiếp theo, đây là trận thi đấu bán kết thứ 3, được xem như là bản lề. Tamiran đến từ màu 3, màu 2 ở trong trận thi đấu Persian đến từ màu 4, Panper, Katha và cuối cùng đó là Choson vâng từ Quy Chém. Katha sẽ được đôn lên 4 sớm, có lẽ là như vậy rồi. Choson, Katha ở phía bên trong, tít trong góc 9 giờ. Khung nhà và có lẽ rằng sẽ lên 4 sớm, đánh chém chắc nhà lên 4 sớm. Đó là lựa chọn duy nhất. Không biết quân ở trận thi đấu này bên kia có những gì, lát nữa chúng ta cùng chờ đợi xem. Tỷ số được cân bằng sau trận thi đấu thứ 2. Vâng, team đến từ anh Bồ Cầu Trắng cũng đang cho thấy rằng đây là một team có thể nói rằng đáng kể. Vâng, ứng cử viên của chức vô địch năm nay. Trận này chúng ta hãy cùng đến với Pan hoặc Per gì đó. Đây là Persian. 4 con, thôi rồi, tạm thời xem Persian với 7 hiệu 4 này đã. Loay hoay đá 7 hiệu 4 đến từ cái thủ màu 4 Triệu Tử Long. Cái tịt luôn. Toàn nhà đánh to không làm mà toàn quân ấy nó về. Bắn 2 lít. Để này quên quả này tím rồi. À, tím lịp. Toàn nhà đánh to không. Mà nó toàn về quân chuẩn nữa. Đàn hit min mà một lượt ra 4 con, lượt sau ra 2 con. Đây chưa kể giải rác IA với AC này bỏ đánh như nhiều vô kể. 14 lượt quay 7 con. Tím lịp. Tập ACA ra đều vãi lồn và một vận trận Persian có lẽ sẽ kích rất sớm đến từ cái thủ mùa 4. Con vòi về rất đẹp. Và bây giờ thì gỗ cũng đang dồn lên. Trận có lẽ cũng chỉ rơi cùng lắm là rơi vào cuối 9 thôi. Lực rất khỏe, nguyên si bãi quả luôn. Cực khỏe đến từ Triệu Tử Long. Đây là BM. Và đây sẽ là BL. Thực đã đủ. 10 tròn. Đến đời sớm nhất bản đồ. Sớm nhất. Bên kia có một 7. 7 trận này cũng lên đời khá sớm. Rồi. Vài 10 vâng phải sang đến 1x. Anh ngắm nghía một lúc và sau đó mới kích đời. 11x. Công bố luôn.
Đi định nâng công 4 luôn. Tưởng nâng công 4 luôn thì kinh quá. Nhưng mà giờ mới lên công 2. Đen luôn mẹ ép, mất dấu vết luôn. L thứ 2. Đây rồi, gặp nhau game thủ mùa 7 Long Kin. Chúng ta hãy cùng chờ xem sơ thám la để chúng ta biết được mùa 7. Xem nghe cho son, chúng ta hãy cùng chờ xem nó là cái gì. Thêm một bãi quả nữa, tương đối ổn với một bài Persian lên đời sớm. Nhưng bây giờ bắt đầu bị chọc chạch với một năm. Năm có lẽ là người dâng lờ. Tiếu ngạo giang hồ. Không lo, Tiếu thì không phải lo. Thoải mái đi, thoải mái đi, thoải mái đi. 2L vẫn đang chảy đều. Nhưng mùa 7 trận thi đấu này là người cầm Siang thì phải. Đã bắt đầu có BA. Vâng, đi được Siang này là tốt lắm rồi. Persian đi được Siang này là tốt lắm rồi. Đây là nhà Pamiran, L thứ 2. Màu 8 vẫn chưa nảy đời. Hình như màu 6 là người cầm Pơ. Kata 28/28 tốt. Đánh chuẩn bài. Chém chắc nhà. Không, lên thẳng 4 luôn 16. Đánh cung A một áo lên thẳng 4. Kinh, đánh như đánh mạp la ấy. Và đây cuối cùng là cho son đến từ anh Quý. Quay trở lại tiếp với Pamiran. Đi thẳng vào nhà cái thủ mùa 8 luôn. Gom ruộng, gom lạc đà, đi vào ruộng, đúng rồi. Cả anh Quý luôn, hô luôn anh Quý đi vào ruộng. Và trận thi đấu này, tất cả các game thủ ở phía bên mình đang thi đấu rất khỏe. 8 bên kia cầm Mitty. Cùng Mitty ở phía bên kia không đáng kể đâu. Rất yếu đấy. Và bên kia là Hitty, Siang, Pan và Kata. Quân đẹp hơn hẳn rồi với bên mình. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì bên mình vẫn đang nắm thế chủ động hoàn toàn. Bây giờ chờ Kata thôi. Nếu Kata trận đấu này khỏe phát là xong luôn. Xem như là xong luôn. 25 29 đến từ Pơ. Pơ vẫn đang khỏe nguyên. Cực châu. 34 đến từ Kata. Bấy xe lên đi. 25 đến từ Pan. Cuối cùng đây là anh Quý 21. Vẫn thở được. Có bánh xe rồi. Bây giờ cho son thì
Chỉ còn lại 15 thôi. Kata 29. Lợi thế về quân đang được phát huy ở phía bên kia. Sau khi các nhà chém tuyển ở phía bên này bắt đầu mất dần tham. Pan ở tham này 27 nhưng Seng ở phía bên kia đó một sự khác biệt. Và chuyển từ Long Harry sai. Tỷ số là 2-1 dành cho... Vâng, chạm 3. Tỷ số 2-1 dành cho team ở phía bên kia. Vâng, team của anh Nam đang rất mạnh. À lâu lắm mới thấy Hưng Machiko. Hả? Làm gì? Làm việc lương thiện. À, in á? Làm việc lương thiện là như đi về chiến làm việc khác. In cái gì? Go, please.